sao nó qua được 23 rồi. Mày 34 rồi, 56. Một tem phía tay phải này. 4 phải. 4 phải. Tem phải là trái. Tem phía phải nha. Tem nó vô đấu trường. Tem vô đấu trường. Cái chữ. Này người nha. Bồ nó chạy qua rồi đây. Yếu này, yếu này. Từ Khải ơi. Qua đây, ba thằng đứng một chỗ rồi, ba thằng đứng một chỗ rồi. Em yếu thằng nữa. Ba thằng đứng một chỗ rồi, đang cứu nè. Chỗ nào. Đóng một nè. Bót nó đưa bánh tao vậy ta. Đẩy gì thì bay qua đây chứ. Xe tới. Yêu một. Nóc một. Enemies ahead. Yêu này. Ok em. Cái đầu không? Ôi trên đời có người. Ngon, nó bị méo. Nó bị thằng lẻ bắn. Rồi ok. Hai viên. Ở trên đồi cao rồi Khải. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Vô nhà đá. Ui, nhảy xuống tốn mất máu khóc máu vậy. Nhà gạch 345 trước mặt này. Nhà gạch này, một chấm đỏ ngay chấm đỏ này. Chúng còn súng bắn xa xa rồi. Ui hai thằng kìa, chưa có súng kìa em. Có thằng chạy tới nữa này. Này người nha. Ô nó chạy qua rồi này. Yếu này. Từ Khải ơi. Qua đây, ba thằng đứng một chỗ rồi. Bót nó đưa bánh tao vậy ta. Đẩy gì thì bay qua đây chứ. Ngay nè, nó đang ở. Đấy, nó đang ở nhà dài này. Trước mặt đây bên đây này. Enemies ahead. Mưa nữa chứ. Tao đang chạy qua. Ở nhà bên cạnh này em. Ba thằng công đi, không phải ba thằng công đường thẳng. Trên nhà đá đúng rồi, trên nhà đá đó. Enemies ahead. Đang cứu. Rồi nha. Yếu. Lên vào đúng rồi. Anh Khải chơi em ấy chơi, anh Khải chơi. Ê, nó trên nóc là sao vậy ta? Trên tầng 3 sao vậy ta? Nóc. Đúng rồi. Ủa sao gì thấy gì vậy ta? Ủa nào quen khói vậy? Tôi móc của em á. À nó trên tầng 3 rồi, vô này. Nó trên tầng 3. Lên tầng chơi nó này. Gì vậy? Hiếu. Vãi lên. Bò chỗ này. Vậy? Tầng 3 nè. Nó trên tầng ấy em ơi, anh nghe tiếng trên tầng á. Đâu mà lần. Gì vậy? Mẹ hát chó này. Nó ngoài tầng 2. Lăng can lần 2. Anh ơi. Nó biết tao leo ra ngoài mà, nó đứng nó bắn tao kìa. Tao đâu vậy? Nghe tiếng lập bịch. Trên đầu ta. Nó trên đầu. Ở ngoài lan can á. À, thì biết cái lan can đó rồi. Không biết rồi, biết rồi. Nghe tiếng rõ ràng mà không ra ta. Làm ơi.
yên lại, hai thằng ngồi đây yên lại. Để chỉ cho mình tiếp nè. Giết nó chưa? Giết thằng đó chưa? Giết rồi. Ôi, hai chiếc máy bay luôn, không biết không thấy chiếc nào là thính nữa đâu. Đây đây đây, đi ra đi chờ đi thính nè em. Ủa, bắn thính gì? À, bắn liền. Em nghĩ không xong rồi. Thính kia nó bay mà không biết nó bay về đâu. MK trời lùi vậy. Rồi ok, MK thấy xấu đi. Đây. Xe tới. Yêu một. Nóc một này. Enemies ahead. Yêu này. Đại qua cái nhà kia đúng rồi. Đầu xe này. Enemies ahead. Mấy này sấy mù mắt thế. Ok, giảm giật, cầm B. Thôi cái thính mình là nó bu vô ngay. Hello, 500 anh em đang xem nha. Em cái ba lô ba nè. Thính rồi, ôi. Này máy bay nó bay cái gì mà cứ đứt khúc nhìn khó chịu cơ ta. Rồi, thả thính cho mình rồi. Enemies ahead. Mình thính rồi. Biết ngay. Mình thính em ơi. Biết ngay của nhà luôn mà. Ôi cái xe chạy lấy. Rồi chờ nó lướt anh cho chứ ca cứ từ từ mình tính này. Đợi nó lướt, đợi nó lướt. Đợi nó lướt. Enemies ahead. Em thấy cho em. Mời. Ôi, mở đầu đéo chết kìa. Ôi. Đéo chết, yếu rồi, một viên vô đầu rồi. Bẻ ra, chịu vô ra. Không cho nó chạy vô nhà này. Nó đứng sầu thính em, Chạy vô nhà. Đúng rồi. Chắc chưa. 100%, tao thấy nó đi đồng hoàng. Đừng để bị chơi. Mù đâu. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Nó nằm vô. Em sấy sao hỏi sao ngu người quá, yêu sao ngu người yếu là nó nằm ngay cái cục lâm nằm á, ở giữa bắn ngu lắm rồi, chạy đi bắn ngu. Chưa thấy nó chết bo luôn. Lẽ chưa? Thôi. Tính nó làm gì vậy? Nó bỏ đầu luôn rồi. Nghe đầu rồi. Ừ, nó nghe đầu mà. Điều nó hai ba thành không biết sao đây. Bò như thế nào đây? Bò gì mình thì mình ăn thôi. Mấy trong nhà có người. Bạn hai. Nghe đầu không? Ôi trên đời có người. Ngon, nó bị méo. Nó bị thằng lẻ bắn. Rồi ok. Hai viên. Biết. Ê, cái gì vậy? Rồi nó trong bo là anh ngoài bo là anh phải ráng anh xuống rồi chạy. Mọi tư em ơi, mọi tư. Giờ bo bên nào bên đó người đó anh thôi, giờ hết khói rồi anh em. Bo nào người đó anh thôi. Bo bên đó. Ờ xuống đây đi được. Ui nó thấy. Bà mẹ. Có chiều nha. Có chiều nha. Thể hiện đi. Chạy bo không được với nó sao bắn đây. Chạy luôn. Chạy gấp. Thủ luôn. Rồi đẹp rồi, lên đá đẹp rồi. Yếu rồi. Đẩy luôn thằng em. Ok. Anh em xem livestream nhớ đôi làm một like share một video cho mình nha anh em.
Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nha, cho mình một like và đăng ký giùm này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.